về sử dụng, báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán của công ty Niagara. Sau đây, chuẩn bị một báo cáo của lưu chuyển tiền tệ cho năm đã kết thúc ngày 31 tháng 12 năm thứ 9. Việc sử dụng phương pháp trực tiếp, công ty Niagara, bản cân báo cáo thu nhập cho năm đã kết thúc ngày 31 tháng 12 năm thứ 9. Doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, chi phí khấu hao, chi phí bán hàng và quản lý chung, chi phí lãi, chi phí thuế, thu nhập ròng. Công ty Niagara, bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm thứ 9 và năm thứ 8, năm thứ 9, năm thứ 8. Tài sản, tiền mặt, khoản phải thu, ròng, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn, tài sản cố định, ròng. Tổng cộng tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn, thương phiếu phải trả đến ngân hàng, khoản phải trả, lãi phải trả, nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, thuế thu nhập, hoãn lại, cổ phiếu vốn, lợi nhuận giữ lại.